hảo hơn tất cả các anh chị có mặt tại buổi thi của chị cầu sáng tạo năm 2024 hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mai Thông Duy, em đến từ trường trung học phổ thông Vĩnh Cửu. Với cây cầu này thì em đúc kết được từ thiết kế vào cây cầu năm trước. Cây cầu này có thiết kế là lấy từ cây cầu đường sắt của Bình Lợi, được xây dựng vào năm 1902. Cây cầu này có chiều dài là 60cm, chiều cao là 20cm, được gia cố bởi keo và tre. Tre thì em xin liên tưởng đến là một cái vật liệu là liên tưởng đến một vị anh hùng trong truyền thuyết, đó là thánh giống của người Việt Nam, là sự vững chắc. Cái này như là đúng kích cỡ khi một cậu bé lên ba thôi thì có thể sử dụng cái thanh tre đó, có thể đánh giặc và giành lại hòa bình cho đất nước vào đến hiện tại. Cảm ơn các đơn vị hiện tại Vĩnh Cửu ạ. Và chúng ta bắt đầu gia tải chiếc cầu của đơn vị huyện này Vĩnh Cửu, và không biết huyện này Vĩnh Cửu kỳ vọng được số tải của đơn vị mình là bao nhiêu? 50kg, kỳ tải 50kg. Và chúng ta bắt đầu xem thử coi là kỳ vọng của đơn vị huyện đoàn Vĩnh Cửu coi có được 50kg không nhé. Sau lần nữa, mời nhất định xin các bạn kỹ thuật chúng ta lưu ý. Và đơn vị chuẩn bị toàn trường cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai, chúng ta bắt đầu gia tải quả đầu tiên, quả thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cảm giác bắt đầu rung rinh rồi, nghe rồi, nghe tiếng rắc rồi ạ. Các bạn lưu ý chúng ta cẩn thận nhé. 2, 4. Tiếp tục. Vẫn đang rất ổn định. Ta chờ xem liệu coi 50kg của kỳ vọng của đơn vị của mình có ổn định được không ạ. Tiếp tục. Rồi, ném miên, ném vào miên rồi. Sau đây, phút đi, phút gia tải đi. Vẫn tốt. Hiện tại là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, hơn 70kg rồi. Tiếp tục. Không phải đâu, còn lâu. Cái này chắc là hơn nhỏ vậy. Cái này phải đến 80kg, 90kg. Vẫn trụ vật, chưa có dấu hiệu gì cả. Chưa lực rất đẹp. Tiếp tục. Liệu có phá kỷ lục của đơn vị huyện đoàn Định Quán hay không? Vẫn rất tốt. Còn nữa không? Lên luôn. Chưa có nghe bất kỳ một thông một tiếng động nào phát ra từ cây cầu này nha các bạn. Hiện tại tổng số lượng tải hiện giờ đang là 94,35kg à, chính thức phá kỷ lục của đơn vị huyện đoàn Định Quán ạ. Chắc xin phép là tải nhỏ đó mà. Thế, hiện tại Đài Loan là 99,45 à, quá kinh khủng. Dạ, xin phép em khảo dừng được chưa? Lên luôn. Tiếp tục luôn. Cho chẳng 100 luôn. Chính thức một tạ thôi quý vị. Hơn một tạ. Cái cầu quá kinh khủng khiếp. Xin phép em khảo tay dừng được chưa? Còn chỗ nào để lên không? Chúng ta không, hiện tại là thanh trục của chúng ta không có thể nào đưa tạ vào nữa. Được. Và
Kính thú vị là tôi đang đứng đây là không nghe bất kỳ một tiếng động nào từ cây cầu nào cả. Không nghe rắc rắc hay là một cái rụt rịch chuyển động gì cả. Quá kinh khủng. Hiện tại là đang là 103,275 kg. Một kỷ lục mới à. Còn chỗ nào để lên không? Còn chỗ nào để lên không các bạn? Bởi vì bé Thảo đang rất là thích thú với cái cầu này và hy vọng rằng có thể tải lên được nữa. Hy vọng 50kg. Vâng, tôi chưa chích cầu. Không sao cả, 103,275 kg của đơn vị huyện đoàn Vĩnh Cửu. Xin chúc mừng một bàn tay vào đơn vị huyện đoàn Vĩnh Cửu đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Đơn vị huyện đoàn Vĩnh Cửu đã làm cho cơ sở vật chất của ban tổ chức liêu siêu luôn ạ. Các đơn vị còn lại có muốn thi nữa không? Đơn vị tiếp theo